Ok và chào mọi người đã quay trở lại với channel mình và mình là KG đây. Thì ngày hôm nay mình tiếp tục trở lại vlog Mango các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ trở lại với series Sky Block của mình nha các bạn. Thì lần trước mình đã hứa với các bạn là trong video lần này thì mình sẽ gọi là sẽ xây xong cái khu gọi là khu vực nhà hiện gọi là sẽ tâm nhà biệt thự. Ăn trộm. Con rời này ăn trộm hả? Con rời này nguy hiểm vậy. Ok, tiện cái chui vô nhà mình xong cái đứng thơm. Hu. Trời ơi, nó tự xông pha vô nhà mình đúng không bạn? Mình không mệt luôn nha. Ảo thật đấy. What? Trời đất ơi, trời ơi. Thôi để giới thiệu xong rồi tính thằng kia sao bạn. Đấy thì ok. Thì trước xem này của mình thì anh em đều cho một like và đăng ký và đừng quên lần cái chuông kết và đăng ký và chọn tất cả để không đợi về mới từ kênh YouTube nha mọi người. Và đừng quên là qua kênh với tất cả viên nút tim hộ tim nha. Và đừng quên là xin lỗi mình go follow tim nha bạn. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gọi là vô xài tiếp và cái thằng này nó đứng cái đĩa đứng làm gì làm nha bạn. Ok, giờ mình sẽ gọi rồi. Cái hôm kia thì mình đã rảnh một thời gian xong mình vô đây mình mở rộng thêm một miếng đất bên này các bạn. Thì để hôm nay là mình xây xong luôn này. Tôi nói được tiếng .. mà. Ồ, có nghĩa là thanh niên nói được tiếng Anh nữa các bạn. Ok. Rồi, bây giờ mình sẽ cố gắng xây xong cái khu vực nhà của mình nha các bạn. Còn thanh niên kia thì kệ đi, mình không quan tâm cho lắm. Ok. Đây thì mình sẽ xây một cái khu vực. À, thì lần trước là mình đã xây xong cái tầng này thì cái khu vực trên này thì mình để gọi là cái gì ta? Cái đó gọi là hành lang quá. Gọi là hành lang anh em ạ. Ok. Đấy, gọi là hành lang thì bây giờ mình đang quay là vào buổi tối hay sao? Nhìn cái kính mình cầm nó màu lỏ luôn trời ơi, nhìn như kiểu mặt trăng máu nghe sợ quá. Ok. Rồi. Cho bắt đầu mình xây cái nóc lại. Rồi. Ôi. Cái nhà này của mình thì nó thấp thôi bạn. Cao quá chi, cao té xuống nó đau lắm mà. Ok. Bò xài lại. Cái chỗ này không biết mình có nên để cửa sổ không ta. Mình nghĩ là chỗ này không nên để cửa sổ bạn. Tại vì ra ngoài đây cũng ngắm cảnh được rồi, để cửa sổ chi đúng không? Để cửa sổ ngồi trong đó ngắm cảnh thì ra ngoài này chi đúng không anh em? Đấy là thôi. Mình sẽ xây cái cửa. Ở chết sở rồi, không có cái cửa đây rồi. Không biết là trong đây nó có cái cửa không nữa. Đây à. Ok, giờ mình sẽ nói mấy cái chỗ này lại bạn ơi. Đấy. Nói cái khu tường của mình lại nha anh em. Tuy là nhà của mình nó gọi là cũng không đẹp lắm anh em ạ. Nó cũng tầm tạm thôi, tầm 11 trên 10 thôi anh em ạ. Rồi cái phiến này đâu? À, thêm cái phiến này vô trang trí cho nó đẹp quá. Còn giờ ăn trộm kia muốn làm gì làm đi, tôi không quan tâm nhá. Làm gì làm thề luôn, cứ nhảy xung quanh nhà mình làm gì không biết nữa. Thanh niên này mình không mời luôn, thanh niên nó vô nhà mình các bạn. Ảo thật đấy. Ok. Bắt lâm này. À, cũng có thể thanh niên này là một hacker thì sao? Thanh niên nó đang kêu mình kể bạn. Lỡ như mình trả lời cái mình bị thoi mi đúng không bạn? Đó, xong thanh niên gọi là gờ cu be của mình luôn thì sao? Ở trên này thì chắc là mình sẽ để cái kính. Ok, để kính trên này. Đấy, để kính. Để kính một góc thôi bạn, một góc chéo qua xíu thôi. Chéo kính qua đây một xíu. Để cho nó có cái hình, cho nó nhìn nó đẹp xíu. Ok. Có gì đứng ngắm cảnh luôn được. Nice rồi. Rồi, để xíu nữa mình xây xong cái nhà của mình thì mình mới gọi là trang trí cái nội thất được các bạn ơi. Đó, thì phải xây xong nhà mới trang trí nội thất chứ ai trang trí nội thất xong mới xây xong nhà đâu đúng không? Hợp lý. Ơi, thế thì quá là kỳ rồi. Hay à. Ok. Đây. Ok. Ok là. Tại luôn thanh niên nó kia cứ làm cái gì để cho mình chú ý các bạn. Nhưng mà không, mình không chú ý á, thề luôn. Đi ra đi. Nhà này nhà của tôi, mình vừa mới xâm nhập bắt hợp pháp và tôi kêu công an tôi bắt bạn bây giờ ấy, thề đúng không? Mình là một người tốt luôn mà chưa có báo công an tôi chứ gặp mấy bạn kia, bạn đó báo công an rồi. Ok, mình nghĩ là mình sẽ đi mua thêm cái khói kia bạn ơi, nhà mình hết khói rồi. Đâu rồi, cái khói nằm đâu rồi, mất tích rồi. Trời luôn, mấy hôm không có vô cái quên mất tiêu cái khói luôn. Phải khói này không ta? Phải khói này không? Đúng rồi, khói này các bạn. Ok, mua đúng khói rồi. Ok, giờ mình sẽ nối cái này lại bên này. Đấy, đây. Ok, sẽ nối hai bên này lại. Chỗ bên này thì mình không có xây kính bạn. Mình sẽ nối cái phiến lại nhìn cho nó đẹp đẽ nha anh em. Ok, nối lại. Ok, baby. Nối lại, đấy. Sai. Nhìn là biết kiến trúc hay ngờ đấy mà trời ơi. Trời ơi, kiến trúc sắc quá không chứ. Không lẽ giờ xin 12 điểm luôn. 12 trên 10, chết dở. Ok, hai. Quá đẹp. Trời. Nhìn kiểu như kiến trúc sư đại tài nên mà thề luôn á. Các bạn khen nhiều quá mình cũng ngại các bạn. Mà thôi các bạn cứ khen đi, ngại kệ mình. Ok. Ok. Mua thêm. Ôi, đỡ còn có nhiêu, còn có 8 khói à. Nhưng mà không sao. Tiền thì nói chung là mình cũng ít các bạn ạ. Ít thôi thì tầm 800 ngàn cái xu này nên mà mua thoải mái nên mà thề.
nói chung là có tiền thì mua thôi anh em ạ, còn không có tiền thì mình đi vay thôi. Tốt nhất là đừng nên đi vay, tự kiếm tiền mua cho nó chắc ăn anh em ạ. Này sắp xây xong nhà rồi, xíu nữa mình trang trí. Tới cái phần trang trí rồi nó mới đẹp các bạn, thề luôn. Mình là cũng gọi là sao tâm cũng gọi là chùm trang trí rồi các bạn. Ok, nói chung là nút tim mà ai mà xây nhà muốn trang trí thì cứ thuê mình là được các bạn. Kiểu một phút là 500 cành anh em mà, nói chung là cũng rẻ thôi. Ok, thì cũng là kiến trúc sư đại tài nên mà làm ra con. Nói chung là mình lấy giá rẻ, lấy giá sinh viên mà. Anh em mà muốn mình xây hộ cho căn nhà thì nói chung là cũng tầm giá thôi anh em mà. Ok, là được nha anh em. Trời ơi đấy, mình lấy giá sinh viên thôi. Anh em nào muốn mình xây giùm thì cứ e-sport là mình là ok nha. Ô, mua thêm block đi. Đấy, vô. Nice rồi. Quá nhiều block. Ok, cái cửa chỗ này chắc là mình phải để nó bự bự ra xíu đi các bạn, tại vì nó nhỏ quá nhìn nó không được đẹp lắm. Không, mình sẽ không để cửa ngay khúc này, mà mình sẽ để cửa bên góc bên này đi. Để cửa bên góc bên này nhìn nó mới gọi là chuyến chứ. Trời ơi. Này, cửa như thế nào gọi là cửa đẹp các bạn? Cửa nó phải có như này nhìn nó mới đẹp. Đấy, slide ơi. Nhìn nó hơi có lỗ, nó thoáng khí các bạn, nhưng mà thật ra là bên ngoài đây là mình đã gọi là phủ một cái lớp rong rêu, nó gọi là bảo vệ các bạn. Nói chung là không có bị gì đâu, anh em cứ yên tâm nhé, thề luôn, đừng có sợ. Rồi, giờ mình sẽ xây cái đường bậc thang các bạn, bậc thang vài chục tỷ thôi anh em ạ, cũng rẻ. Để bắt lên đây, để đi lên đây chứ, đúng không? Xây. Nhưng mà bây giờ phải ngồi chặt hơi lâu anh em ạ. Rồi, ok, mình nghĩ tầm này là đã đủ. Rồi, thêm một miếng bên này nữa bạn, để có đường đi lên đi xuống bạn ơi. Ok, đây, mình sẽ bọc vô đây. Đấy, bọc vô như thế này các bạn. Đấy, xây như thế này anh em. Đấy, anh em nào muốn học xây thì cứ đăng ký. Chết sợ rồi, cái chỗ này hơi sai, chỗ này hơi sai bạn này. Này hơi lệ. Để xem nào, như này đi. Đấy, như thế này. Và mình sẽ xây như thế này. Ok. Đấy, các bạn thấy gì không? Đẹp chưa? Thôi, dứt rác luôn. Bơ phẹt 10 điểm á. Ok. Ok chưa. Ôi, gọi là nhức nát. Ôi xoài. Quá đẹp các bạn ơi. Bơ phẹt. Xây chỗ nói lại xíu, lỡ như đang đi giữa chừng cái té. Sao xỉu cái té được. Xong rồi tới chuyện luôn. Đấy nè, đi lên nè. Đấy xoài. Đi lên nè. Đây lên nè. Trời luôn á. Tại cái của mình là mình nâng cấp vía bạn. Nói chung là không phải người bình thường đó, nó đi cũng không được bình thường lắm các bạn ơi. Ok. Để mình chặn lại cái block này luôn đi anh em ạ. Chặn lại luôn đi. Ok. Đấy, xoài ơi, đẹp chưa? Bạn thấy ok la chưa nào? Xoài. Quá là đẹp luôn đúng không nè? Đấy, xoài. Cái này thì chắc là mình xây như thế này các bạn. Nó đều có một cái nét riêng các bạn. Mình sẽ để tivi góc này thì sao đấy? Mình để giường đấy, mình nằm đây, mình ngồi coi phim. Ôi, xoài ơi. Quá là tuyệt vời, xoài nhức nét luôn. Còn bên đây là sẽ đi ra ban công các bạn. Ban công thì để lót sàn này đứa chứ, lót sàn gỗ nó nhìn nó dơ lắm đâu. Ok. Các bạn thấy đẹp chưa? Có gọi là nhức nét không? Quá là nhức nét luôn đúng không? Chỗ này mình sẽ để cho nó nhô ra một xíu các bạn, để cho nó có một cái mái nó che. Có cái mái nó che các bạn. Đấy, như thế này đấy. Trời ơi, nó có một cái nét gọi là nó liền mạch các bạn. Nhìn nó gọi là bút phẹt lên. Xoay. Nhức nát chưa? Quá là nhức nát luôn đúng không các bạn? Đây. Mình sẽ tạo những cái điểm nhấn như thế này các bạn. Kiểu như này. Đấy. Xoay. Thấy nhà mình nó có điểm nhấn chưa? Điểm nhấn là nhấn điểm đó các bạn nhé. Ok luôn. Trời ơi, nhức nát. Ok. Để coi còn cái chỗ nào là mình có thể gọi là nhìn cho nó chiến hơn không ta? Từ nhá, để mình coi mình mua block len được không? Có block len này, màu này. Ok, mình là màu xanh lá cây nên mình sẽ mua xanh lá cây nha, với lại màu trắng các bạn ơi. Đấy, mua hai tông màu này để mình xây rồi cái chỗ này các bạn. Mình mà xây xong các bạn thế nào cũng há hốc mồm các bạn. Oh my god, anh Sen đây xây đẹp quá anh Sen ơi. Đó, trời ơi, các bạn thế nào cũng kiểu vậy hả? Bởi vì nhiều lúc bạn khen mình quá mình cũng ngại. Ơi, nói chung là khen ít thôi, khen nhiều cũng ngại lắm bạn. Đấy. Chết dở rồi, cái chỗ này thì không nên xây cái kính như thế này các bạn. Xây cái kính như này nhìn nó thô quá. Nên là xây chết dở rồi, cầm nhầm rồi. Gọi len cầm cúp đập nhanh hơn đập bằng tay luôn hả? Trời đất ơi, úi tui. Đây, ok. Như thế này các bạn nha. Đây. Và mình sẽ nói cái màu xanh lá cây này qua đây. Đây. Rồi, bây giờ mình sẽ nói. Đấy, nó sẽ theo một cái tông màu như này các bạn thấy không? Nhìn nó kiểu giống cái chòi của mấy cái shop bán đồ các bạn. Nhưng mà không nha các bạn, cái này là cái nhà các bạn ơi. Trời ơi, shop bán đồ đâu, tào lao không. Ok, mình cúp đập cho lẹ. Đấy, đây. Ok là nói qua nói lại. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi cái đường đây các bạn. Đây, chết dở, cầm nhầm block.
xin lỗi rất nhiều. Ok, đấy, đặt như thế này. Đó, gọi là các bạn nào muốn mình xây cái gì á thì nói chung là các bạn cứ comment đi. Các bạn cứ comment là mình sẽ xây hết nha anh em. Nói chung là cái Sky Block này á là mình có thể mua block mà, nên đâm ra là các bạn cứ yên tâm, các bạn muốn mình xây gì là mình xây cho các bạn hết luôn, có thể luôn. Mình là người gọi là sao tâm, nó rất là tận tâm với nghề xây dựng anh em, mà nghề gọi là nói chung là gọi tóm tắt theo Việt Nam thì gọi là nghề phù hồ đấy mà. Ừ, ok. Này mua thêm phiến đi. À, nhà hết phiến rồi, phải mua thêm phiến thôi. Ui, ôi. Ồ, nhìn nó có gọi là bức phẹt quá không? Trời ơi. Đẹp quá các bạn, lại mê chết mệt thì ôi giời ơi. Nó chứ. Rồi, xây cái chỗ này ra xíu nhìn cho nó đẹp các bạn. Đấy. Đây. Ui chết dở xây nhà. Đây. Cái chỗ này cho nó nhô nhô xíu, để xíu đặt chậu bông hay gì đó vô đây nhìn cho nó đẹp các bạn. Trời ơi. Nhìn sơ sơ coi, giờ mình sẽ đi gọi là quan sát cái tổng quan khu vực cái nhà của mình các bạn. Nhìn nó cũng gọi là có gì và này nọ rồi đấy. Cái chỗ này thì mình sẽ xây thêm một điểm nhấn là mình chéo cái đường, nhưng mà cái đường này sẽ đường bé hơn các bạn. Đường này đường nhỏ hơn cái đường ở trên. Đường kia là mình để một block đúng không, nhưng mà đường này mình để nửa block thôi. Đấy, nhìn nó gọi là chiến rồi, khá là chiến rồi đấy. Ok. Đấy. Ui xời ơi, ai xây đẹp dữ trời, không biết luôn á, thề luôn á. Các bạn nào biết rồi comment bên dưới nha, chứ mình là mình không có biết là ai xây đẹp như vậy luôn đấy chứ. Trời ơi nhìn quá là chiến. Ui rồi vừa đủ luôn bạn. Trời ơi nhìn vừa đủ cái khoang nhà này của mình luôn anh em mà. Oh my god, trời ơi nát quá. Ok, nói này xuống nữa. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái chỗ lá cây anh em ạ. Lá cây bữa mình mua cũng khá là nhiều á chứ. Đấy, mình sẽ đi qua mấy chỗ này. Đấy, nhìn cho nó có gọi là cái trồng cây, cây xanh nhà cửa rồi nhìn cho đẹp xíu các bạn. Nhà cửa mà không có cây xanh thì nó hay kỳ. Ok, đặt ở đây và đặt cái cỏ lên. Đấy, phát cái cây các bạn, phát. Phải kè xíu, ok. Chỗ này cũng vậy các bạn, chỗ này mình cũng sẽ xây gọi là cây nằm trên đây nhìn cho nó đẹp. Nhưng mà cây này nó thưa đó bạn. Thưa thôi chứ nhìn nó dính lại thì nhìn nó giống như mấy cái kia quá thì nó lại không đẹp anh em ạ. Đấy, trời ơi. Biệt thự nghìn tỷ của Khang rồi đó các bạn. Trời đất ơi, nhìn nó có đẹp quá không ấy chứ. Đó, rồi, còn khu bên đây thì nói chung là video này thì mình gọi là xây xong cái căn nhà đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi trang trí các bạn. Ui dồi ôi. Cái phần trang trí là cái phần gọi là mình cũng gọi là thích nhất ấy các bạn ạ. Ok. Ui có cái nhà là mình sẽ mua đi. Nè mua cái giường. Giường hả? Thôi mua cửa nào ta? Cửa nào nhìn cho nó hợp lý một tí nhờ. Thôi cửa này đi, cái cửa này nhìn cho nó sang các bạn. Ok, không đủ không gian rồi. Xuống bỏ bớt đồ vô rương coi. Này. Bỏ bớt đồ vô rương các bạn ơi. Ui dồi, nhiều quá trời nhiều luôn anh em ạ. Ok. Bước bớt hết. Ok. Còn khu bên này không? Ồ, khu bên này cũng còn dư ô để bỏ đồ vô. Sai. Một cái nãy mình mua cái nào mình vứt đồ. Đây. Vô mua tiếp cái cửa nè. Cửa. Ủa, tại sao lại không đủ không gian? Vừa đủ mà. Mua. Lại không đủ nha. Ảo thật đấy. Hay là ở đây mua được mà. Ok, hay là cái cửa này nó hết hàng rồi ta. Chết dở rồi cái cửa này. Cái cửa này nó hết hàng rồi các bạn ạ. Trời luôn á, bán nhanh dữ trời, hết hàng luôn. Không có hiểu luôn á trời. Ok. Ồ có chậu bông nè, chậu bông mua luôn. Nhưng mà không có bông nha. Ừ, có chậu bông mà không có bán bông, thề chứ không hiểu. Pháp sư biến cái khói ngôi sao thành cái khói có thể được dùng để dệt. Dệt nên bầu trời đầy sao. Quét. Cái này là cái chi? Cái này là cái gì các bạn? Cái này là gì mình cũng không biết nữa. Mua một tí ăn về xem thử coi là cái gì các bạn ơi. Đó, mua mấy cái đường này về coi. Ôi, cái gì đây? Ồ, có mấy cái này nè, cái này mua bằng gật cu bé các bạn ơi. Cái này cũng đẹp ấy, mua tầm 5 con thôi nha. Đấy, bàn học thì mình nghĩ là mua 2 cái đi. Cái bàn này chắc là phải mua nhiều á, 5 cái. Cái giường hả? Giường thì chắc có mình ngủ à, thôi mua 2 cái đi. Tủ đầu giường á, tủ đầu giường thôi mua 2 cái luôn. Thì đây tủ đồ mua 5 cái. Xài. Ghế hả? Ghế mua 5 cái luôn. Đấy, mua không đủ không gian. Ủa gì? Ôi ôi, không đủ thiệt các bạn ơi. Trời ơi, mới mua có tí mà mua gần full hết luôn cái không gian của tụi rồi. Trời đất ơi là trời. Không hiểu cái gì. Đâu rồi, cái ghế đâu rồi? Ờ nãy quên lấy cái ghế chết lỡ rồi. Đây cái tủ này. Tủ đựng đồ các bạn ơi. Ui giời ơi, nhìn nó có chí quá không chứ. Trời. Nhưng mà mình không đặt chỗ này được các bạn ơi. Ủa này đập cái gì? Chết rỡ rồi. À đây tái chế bạn. Không sẽ đặt góc này. Ôi giời ơi, quá đẹp. Xuất sắc luôn. Này nữa. Đặt ở đây. Ui. Cái chỗ này nên để chỗ khác bạn. Làm sao để tái chế bây giờ? À đây. Tái chế lại. Đây, đặt góc xíu lên đây xíu. Ủa, nó cũng vậy luôn. Hay quá. Đặt cái góc này nè. Đấy, trời ơi nó vừa khít luôn bạn ơi. Oh my god.
quá đẹp, perfect. Ủa cái này cái gì vậy? Hả? Ờ, cái rương à. Cái này cái rương á. À. Nà ní. Trời ơi, cái rương này, ông nội ơi. Ồ, đó có cái rương anh em ạ, à. cái rương. Rương này không mở được anh em, cái rương này là rương phá kè anh em ạ. Ồ. Ồ yeah. Mình mua gương tưởng để được đồ đấy mà. Ai giờ là no never các bạn. Ok. Thôi để chừng cho nó vui, cho nó đẹp cũng được. Ok. Ok. Giờ đặt nhầm rồi. Lại phải đập nữa, cay thế nhờ. Rồi cái này chắc là mình để chỗ khác đi bạn ơi. Chỗ này nhìn nó không được lắm. Rồi. Cái này là gì đây? Tủ đầu giường à, tủ đầu giường không thích để đầu giường đâu, thích để đây. Chết dở rồi thấy không? Để đây cái nó xài luôn vậy. Khổ. Qua đây. Cốc này. Trời đất ơi, nó bé vậy thôi hả? Nó bé vậy thôi, để chỗ khác anh em ơi. Rồi cái chỗ này xíu mình sẽ mua cái tivi hoặc cái gì đấy để mình để phòng khách nha anh em. Ồ cái bàn này là bàn học à. Này bàn học này. Ồ bàn học thì mình để góc nào cho nhìn nó học xíu. Này góc này đi. Trời ơi. Trời đất ơi, nhìn nó gọi là có xuất sắc quá không chứ. Trên này cũng một cái bàn học các bạn. Ấy trời ơi, nó gọi là nhức nách chưa? Quá đẹp luôn. Bàn học là bàn học mình không để ngay cái cửa được không ta? Ồ, sao cái cửa này mua được có con cái vậy? Ủa còn cái ở đâu? Ở đây. Ủa sao 4 cái nằm bên đây luôn hả? Ủa? Ủa tôi mua mấy cái cửa mà sao vô đây cái nó có tí tẹo vậy? Trời đất ơi. Đấy. Ủa tiếng cửa sao nhìn nó đắt đắt vậy? Nghe hơi ghê nha ba. Cửa này nghe hơi ghê xíu này mà. Như cửa trong mấy phim kinh dị vậy là chết tôi luôn á chứ. Nghe tiếng súng đâu đây vậy? Hồn nha. Ok. Chỗ này thì mình để thêm một số đồ trang trí ngoài phòng được. Sao có hùi vậy? Trời sao nhìn nó đen xì lì vậy? Trời ơi, sao nó đen xì lì vậy anh em? Ủa? Gì vô? Không hiểu cho lắm anh em, không hiểu cho lắm. Ok, bàn học để ngoài này đi. Ban đầu thì nhìn nó hơi đen xíu anh em mà nhưng chắc lúc sau đây sẽ trắng. Ừ, không sao mà đi tắm trắng cho nó là được anh em ơi. Ok. Chỗ này thì mình sẽ để hàng rào nha. Hàng rào nhìn cho nó sang không ta? Không biết hàng rào này nhìn sang không nữa anh em ạ. Thử coi. Ôi ôi nhìn nó kìa, trời đất ơi. Nhìn nó kỳ lạ ghê chứ. Ok. Cái chỗ này là cái giường anh em ạ. Ôi ủa cái giường nó bự vậy đúng không hả? Cứ tưởng nó nhỏ anh em ạ. Nhỏ mới đặt được cái kia chứ. Đấy rồi nó bự vậy sao đặt. Cái này mình để chắc để cái bàn đi. Làm cái bàn. Đấy đặt nha. Không. Mình sẽ đặt chỗ này cho lắp lánh chỗ này đi. Đấy, lắp full vô. 1, 2, 3, 4, 5. Không đặt luôn hay quá. Để mua thêm anh em ơi. Mua thêm. 1, 2, ok. Cái đây, trời ơi, nhìn cho nó chiêu chiêu xíu. Gọi là đây là tivi giả nha anh em, chứ không phải tivi thật, này là giả thôi. Giả tí, ok. Ui, cái chỗ này mình sẽ mua thêm cái ghế. Rồi, giờ bắt đầu mua ghế nha anh em. Mua ghế nè, ghế sofa nè, 5 cái luôn nè. Đấy, rồi đặt vô coi. Mình sẽ biết cách đặt góc nào cho đẹp đẹp xíu bạn. Thay chế lại, đặt lại coi. Nhìn chó đẹp xíu. Ok, nhìn góc này cũng siêu rồi đó. Chỗ này sao? Chỗ này thì ôi ôi chết dở rồi, đặt nó hơi sai xíu em ơi, đặt góc này đi. Trời ơi nhìn nó chiêu không á chứ. Quá chiêu. Ok. Block này. Lấy cái block này làm cái bàn đi. Ok. Kinh tế hơi hạn hẹp anh em thông cảm chứ. Thế ô từ từ để coi mình trong đây nó có bán cái bàn không đã. Hình như nó không bán cái bàn thật anh em ạ. Cái gì đây? Loại nhấp nháy là cái gì trời ơi. Ủa cái này giá 249 GQB hả? Ủa cái này là cái gì mà nó mắc dữ vậy? Để mua thử coi. Gì mắc dữ trời. Này là sao? Ồ đặt cho nó vui vậy thôi hả? Trời đất ơi, coi có tức không chứ. Vậy thôi đó hả? Trời đất ơi. Thôi đặt trước cổng đi. Này chắc đặt trước cổng nhìn cho nó đẹp anh em ơi. Này. Đấy đặt trước cổng nhìn cho nó đẹp, mua thêm cái đi ha. Ừ mua thêm cái đi, nhìn cho nó đẹp xíu. Rồi. Rồi đấy, ok chưa? Đấy, nói chung là bây giờ mình đã trang trí cũng sơ sơ các bạn ơi. Đây từ từ đặt thêm mấy con này góc ngoài này cho nó đẹp đẹp. Đấy. Rồi ơi, còn có đâu rồi. Đấy mình mua nhiều lắm anh em ạ. Đấy đặt mấy con xung quanh nhà nhìn cho nó có không khí tí các bạn ơi. Ok, cái nhà mà không có ai chứ là chết dở rồi đấy. Trời ơi.
Mà nói chung là buổi tối, đang là buổi tối, nên ra say nhìn mấy block khuya nó cũng tối tối anh em thông cảm anh em ơi. Đấy thì ok, nói chung là ngày hôm nay là mình đã xây rồi, là trang trí xong rồi, là cái căn biệt thự là vài nghìn tỷ đô của mình các bạn đấy. Thì nếu các bạn gọi là thấy đẹp thì đừng quên là comment dưới nha các bạn, mà thấy xấu thì đúng cũng đừng quên là comment dưới cho mình biết luôn nha anh em nè. Đừng quên cho mình một like, đăng ký và đừng quên là cái chuông, các phần đăng ký và chọn tất cả để không đợi về mới từ kênh YouTube nha mọi người. Đừng quên là qua kênh của tất cả video tiêu hợp tiếp nha. Ok, và đừng quên là chiến lông mình gồm follow team. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại sau. Bye bye mọi người. Bye bye.